Xin chào các bạn đến với TechMag Việt Nam và mình là Hoàng Đạo. Hôm trước ấy thì mình và mọi người đã cùng nhau có một cái video để xét xem là có nên lên iOS 15 thời điểm này cho tất cả mọi thiết bị nhà Apple hay không. Nhưng đó là câu chuyện của mọi sản phẩm iPhone. Còn bây giờ ngày hôm nay mình sẽ chỉ xét riêng những cái iPhone đời cũ như các bạn đã xem ở tiêu đề là ở đây, iPhone 7, iPhone 6s, để xem nếu bạn nào hứng thú thì có nên lên iOS 15 bây giờ hay không. Và giờ thì xin mời các bạn đến với sản phẩm ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chính ấy, thì sẽ có hai lưu ý ở đây. Thứ nhất là mình sẽ rào trước một chút xíu là mọi trải nghiệm ngày hôm nay mình chia sẻ thì sẽ không đại diện cho tất cả những cái cảm xúc, mọi cái trải nghiệm mà bạn sẽ nhận được nếu như sử dụng iPhone 6s 27 để lên phiên bản iOS 15 mới. Đó, đây chỉ là một cái phần tham khảo mà thôi. Lưu ý thứ hai, đây là bản beta nhá, mình nhắc lại đây là bản beta và nó sẽ không phải là bản chính thức dành cho tất cả mọi người nên mọi người phải cân nhắc thật là kỹ. Rồi, bắt đầu với nội dung ngày hôm nay ấy, thì có lẽ mình sẽ để phần kết luận cho phần cuối cùng bởi vì sẽ có những cái thứ, những cái điểm chính là mình sẽ cần phải chia sẻ trước khi ta đi đến với phần kết luận. Vậy ta sẽ có 3 cái phần chính ngày hôm nay. Phần thứ nhất nhá, là trải nghiệm iOS 15 beta trên những chiếc iPhone cũ như là 6s, 7 hay cả 8, 8 Plus nữa, còn 10 mình không có ở đây, là tính năng chưa đầy đủ. Ta sẽ có 3 cái sự thiếu hụt lớn theo như mình đã tìm thấy đến thời điểm này. Đầu tiên, tính năng Live Text không hoạt động. Thứ hai, Siri ngoại tuyến cũng sẽ không khả dụng, tức là bạn sẽ không thể sử dụng Siri không cần kết nối mạng như những thiết bị từ iPhone XS, XS Max và XR đổ lên. Thứ ba, ứng dụng FaceTime và quá trình FaceTime của bạn cũng sẽ không đầy đủ tính năng. Cụ thể, ta sẽ không có những chế độ như là làm mờ hậu cảnh này, tất nhiên, rồi phần bổ sung liên quan tới âm thanh như hai chế độ tách lời nói và quang phổ rộng. Và theo những thông tin mình tìm hiểu được ấy, thì những thiết bị nào có chipset là Apple A12 Bionic đổ lên thì sẽ có đầy đủ mọi tính năng của iOS 15 mới, không chỉ là beta nhé, mà cả là sau này cái bản chính thức thì cũng sẽ như vậy. Còn những thiết bị mà có Apple A11 Bionic đổ xuống thì sẽ bị thiếu hụt như những gì mà mình đã vừa chia sẻ với 3 tính năng mà mình đã có trải nghiệm được. Còn nếu bạn nào mà có thêm những tính năng nào mà lên iOS mới không có một cách đầy đủ thì cũng có thể chia sẻ bên dưới để mọi người cùng biết. Ok. Và Apple A12 Bionic thì có thể là từ 10R này, 10S Max và 10S Max như mình đã nói đấy. Chuyển qua phần thứ hai này, sẽ có lỗi, sẽ có những sự không ổn định. Nó sẽ không chỉ xảy ra với mỗi những thiết bị iPhone cũ đâu, nhưng mà bởi vì nó cũng nằm trong phạm vi và bạn sẽ trải nghiệm được nếu như sử dụng những thiết bị iPhone như 6s, 7, 8, 8 Plus, 10 để mà lên, nên là mình cũng sẽ chia sẻ ở đây. Ví dụ như ở video trước của mình nhá, widget thì không hiển thị này, rồi tính năng dịch thuật thì cũng bị lỗi luôn. Rồi qua tham khảo thì còn có rất là nhiều lỗi nữa, ví dụ nhá, kết nối AirPods không được, Bluetooth bị lỗi, những ứng dụng như là Lazada, nhà của tôi không dùng được, rồi các ứng dụng ngân hàng như là MB Bank lỗi. Thì đó những cái vấn đề nó có thể xem là nặng và phổ biến nên mình muốn chia sẻ với mọi người. Còn ngoài ra thì còn nhiều và rất nhiều nữa. Và mình không khẳng định nhá là tất cả mọi máy đều sẽ có những vấn đề như thế, nhưng mà rõ ràng nó có và đã có rất là nhiều gặp phải rồi, các bạn cần phải lưu ý. Rồi, chuyển qua phần thứ ba là những trải nghiệm ở trên những thiết bị này thì sao? Bình thường thì thực ra là iPhone 6s của mình, những phiên bản cũ dùng nó đã không mượt mà lắm rồi, nên là khi lên iOS mới thì trải nghiệm nó cũng sẽ không thực sự là thoải mái và đã như những cái con máy đời sau này với cấu hình mạnh như là 11 hay 12, rõ ràng như vậy. Như là với ứng dụng Safari đây, đây là một cái sự cập nhật mình rất là thích bởi vì cái việc mà chuyển những cái tab rồi là mở cái giao diện tab lên nó rất là trực quan và nó rất là tiện luôn. Nhưng mà với iPhone 6s thì nó không hề mượt như thế này. Còn iPhone 7 ra lúc mượt lúc không, nói chung là nó không được ok cho lắm, nên là theo mình nhé, với những trải nghiệm của mình thì có thể là tầm iPhone 8 hay là 8 Plus rồi 10 thì sẽ là ok đổ lên với những cái trải nghiệm kiểu như này. Tiếp theo bạn có thể xem trực tiếp luôn cái quá trình của mình thao tác giữa hai máy, vuốt qua vuốt lại trên màn hình chính này, rồi là vào những cái app nhẹ nhàng cơ bản giữa phiên bản cũ 14.6 và 15 beta ở trên iPhone 6s. Thì cơ bản nó vẫn kiểu như là gần như không có khác biệt nhiều đâu. Còn về phần điểm số thì mình cũng đã có thực hiện ở đây. Các bạn có thể thấy rằng là 14.6 thì có nhỉnh điểm số hơn chút xíu. Tức là ở phần này, qua những trải nghiệm thực tế và qua những cái điểm số của mình đã chia sẻ cộng lại với nhau thì mình muốn chia sẻ với mọi người rằng là nếu bạn kỳ vọng một cái bước tiến dài về mặt hiệu năng, về mặt trải nghiệm thì sẽ là không có. Có chăng là có xê xịch một chút xíu thôi. Còn nếu bạn cảm nhận được điều đấy thì có thể là phiên bản cũ của bạn nó khá là tệ về mặt hiệu năng, ví dụ như là iOS 14.5.1 thì may ra mới là như vậy, còn nếu không thì rất là khó, bởi vì đây là những nâng cấp về mặt phần mềm mà. Tại sao mà mình lại không chia sẻ về nhiệt độ hay là pin? Bởi vì mình biết là mọi con iPhone khi mới lên thì kiểu gì cũng sẽ nóng, cũng sẽ tụt pin rất là nhanh. Có bạn nào may mắn thì sẽ không, nhưng mà cơ bản đây đã là bản beta nữa thì kiểu gì cũng sẽ như vậy, nên là 1-2 ngày sẽ không đánh giá được cái gì cả, ít nhất là phải 1 tuần 2 tuần thì may ra. Nhưng mà mỗi máy sẽ có những tình trạng rất là khác nhau, mình đã tham khảo rồi. Còn nếu muốn thì cũng sẽ có một vài con số tham khảo mình đã thực hiện ở đây, với 2 lần chơi PUBG Mobile trên iPhone 6s, 2 phiên bản khác nhau. Gần như là cũng sẽ như vậy thôi, không đồng đều đâu. Cũng rất là khó để ta có thể đánh giá được cái gì chỉ qua những con số như này. Sau khi xong 3 phần lớn ngày hôm nay thì mình không nghĩ là dài như vậy, nhưng bởi vì cũng có rất là nhiều điều cần chia sẻ, đúng không? Thì ta sẽ đến với phần kết luận này. Trường hợp thứ nhất, nếu bạn muốn có đầy đủ mọi tính năng, trải nghiệm thì chưa ổn định nhá, nhưng mà đầy đủ mọi tính năng thì sẽ cần phải những thiết bị có Apple A12 Bionic đổ lên như là iPhone XS, XS Max hay là XR. Trường hợp thứ hai, không đầy đủ tính năng nhưng mà trải nghiệm về hiệu năng, về những trải nghiệm nó vẫn mượt mà, nó vẫn ngon lành thì là từ 8, 8 Plus hay là 10, ok. Còn trường hợp thứ ba, iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus thì thứ nhất là sẽ không có tính năng đầy đủ. Thứ hai là trải nghiệm thì cũng có 2 trường phái, 6s thì không còn thực sự ok nữa, còn 7 thì cũng hên xui. Đa phần thì được nhưng mà một vài trường hợp thì cũng không ok cho lắm. Thì đó là những cái gì mình muốn chia sẻ ngày hôm nay với mọi người. Nên là bạn nào đang dùng 6s hay là 7 như là máy chính này, hoặc là bạn thực sự muốn có những cái tính năng mới trên iOS 15 beta mặc dù không đầy đủ thì có thể suy nghĩ. Còn nếu dùng nó như là máy chính này, hoặc là muốn cái sự ổn định mượt mà trơn tru thì khoan. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Và rất là mong video hữu ích với mọi người. Một lần nữa mình cảm ơn và hẹn gặp lại trong những nội dung mới và thú vị hơn nữa ở trên TechMag Vietnam. Mình là Hoàng Đạo. Hẹn gặp lại.